thời gian gần đây, tình hình dịch trên địa bàn huyện An Phú nói chung và xã Phú Hữu nói riêng diễn biến phức tạp. Số ca mắc mới tại một số địa phương trong huyện có chiều hướng gia tăng. Để ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, bên cạnh đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine, thì việc thực hiện tốt 5K và ý thức của người dân trong lúc này là biện pháp hữu hiệu nhất. Theo kết quả cập nhật cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh An Giang vào ngày 12 tháng 11 năm 2021, xã Phú Hữu đang ở cấp độ 2, tức mức nguy cơ trung bình. Để công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã đạt hiệu quả, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như phóng thanh lưu động, trực quan, tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình với phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Từ đó, ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch ngày một nâng lên. Cái thực hiện cái công tác phòng chống dịch của địa phương trong cái thời gian qua mang lại cái hiệu quả, đặc biệt đó là trong cái công tác là vận động tuyên truyền, thì địa phương cũng đã trang bị cho mỗi ấp một cái thùng kéo kéo để là thông tin lưu động hàng ngày là từ 3 đến 4 lượt để cho người dân hiểu rõ về cái trách nhiệm trong cái thực hiện phòng chống dịch. Ngoài ra thì chỗ địa phương cũng đã thành lập cái tổ tuyên truyền đi từng ngõ, gõ từng nhà, và đặc biệt là đối với thời gian gần đây thì địa phương cũng đã có cái làm một cái bản cam kết với người dân là với chính quyền địa phương phải thực hiện tốt các cái quy định phòng chống dịch. Và qua quá trình đi kiểm tra thực tế thì các cái hộ đều chấp hành tốt. Điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, hạn chế tiếp xúc, thực hiện 5K và chỉ ra đường khi thật sự cần thiết là điều mà ông Phạm Văn Mạnh, ngụ ấp Phú Thành, xã Phú Hữu cho rằng là quan trọng. Bởi theo ông Mạnh, mặc dù đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 nhưng vẫn có khả năng lây nhiễm. Muốn an toàn, mỗi người cần phải tự bảo vệ chính bản thân mình. Thì tôi đã tiêm vaccine đã 2 mũi rồi. Nhưng mà nói về cái phòng chống dịch đó, thì chúng nói chung là mỗi người phải có một cái ý thức. Thì trước khi đó mình đi ra đường, mình phải mang khẩu trang. Mình đừng nghĩ là mình đã chích 2 mũi mà đã là gì là xong. Về dịch bệnh này, mình không quan sát được ai là có hoặc ai là không. Nên hạn chế thấp nhất là điều đó tốt nhất cho mình. Và chính mình giữ mình là điều tốt nhất. Còn đối với ông Đặng Văn Sang, ngụ ấp Phú Thành, xã Phú Hữu cho biết, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và nguy hiểm. Vì thế, ông luôn thực hiện tốt các biện pháp như luôn mang khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Bởi lẽ, ông luôn xác định mình an toàn thì xã hội sẽ an toàn, dịch bệnh sẽ được đẩy lùi. Để trước giờ mình đến đây mình cũng mang khẩu trang, thấy không? Giãn cách xã hội ra 2m, 3m cho nó an toàn, mình an toàn bản thân mình và xã hội bà con ở đây. Có gì đâu. Tôi giờ là tôi chích đủ 2 mũi rồi đó. Mà tôi bước đi cũng phải mang khẩu trang, thực hiện kiểu 5K của Bộ Y tế đưa ra. Đầy đủ mới được. Mình an toàn, xã hội bà con cũng an toàn à. Đặc biệt mới đây, thực hiện theo nội dung công văn số 1423 trên UBND-VX ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện An Phú về việc hạn chế một số hoạt động quán ăn, giải khát, hộ mua bán trên địa bàn huyện. Tổ tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 của xã đã trực tiếp đến tuyên truyền vận động các tiểu thương trên địa bàn, nhất là khu vực chợ Phú Thạnh. Hoạt động mua bán kinh doanh phải đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch, nhất là xây dựng tấm chắn giọt bắn tại các gian hàng một cách phù hợp, vừa đảm bảo tính mỹ quan, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 an toàn cho người bán lẫn người mua. Có thể nói, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn rất cao, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành thực hiện phòng chống dịch, thì ý thức của mỗi người dân là quan trọng và cần thiết. Vì vậy, cùng với cả hệ thống chính trị huyện nhà chung tay chống dịch, mỗi người dân hãy tự bảo vệ cho chính bản thân mình bằng cách thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế để chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.